Thưa quý vị, việc nghiêm cấm cấp tín dụng không đúng quy định pháp luật và lãi suất ưu đãi đối với doanh nghiệp sân sau, đó là một trong những giải pháp trong điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trước mục tiêu tăng trưởng tín dụng bền vững năm 2024. Ngân hàng Nhà nước cho biết đã điều chỉnh chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, sử dụng đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để điều tiết thanh khoản phù hợp. Kể từ đầu năm 2024, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành trong bối cảnh lãi suất thế giới vẫn còn neo ở mức cao, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp. Cơ quan này cũng đồng thời tiếp tục khuyến khích tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Theo thống kê, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023. Và đến ngày 10 tháng 3 năm 2024, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 3,2% một năm. Lãi suất cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,6% một năm.